Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục thanh trang kính mời quý vị theo dõi bản tin tổng kết kinh tế tài chính tuần qua với tiến sĩ Tạ Cự Hải. Kính chào quý khán giả của SBTN, chúng tôi là Tạ Cự Hải từ thủ đô Washington DC và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua.

With Today cộng 2.06% và year Today cộng 15.39%. Giá vàng là 1.295.90 cent một ounce căn cứ dự kiện hôm thứ Sáu mùng 5 tháng 4 2019. Giá dầu thô 63 đô la 26 cent một barrel cũng căn cứ vào thứ sáu, mùng 5 tháng 4 2019 và giá xăng là 2 đô la 727 một gallon căn cứ vì dữ kiện từ công ty 3 chữ A thứ sáu, mùng 5 tháng 4 2019. 1 đô la của Hoa Kỳ tương đương với 0.8902 của đồng Euro Liên Hiệp Âu Châu, cũng thứ 6, mùng 5 tháng 4, 2019, và tương đương với 0.7669 của đồng Anh Kim Anh Quốc, tương đương với 6.72 của đồng Doanh nhân dân tệ Trung Quốc, tương đương với 111.72 của đồng Yen Nhật Bản, tương đương với 65.20 của đồng Rappo của Nga, tương đương với 1.34 của đồng đô la Canada, và tương đương với 1.41 của đồng đô la Australia. Lãi suất mortgage theo công ty Freddie Mac thứ năm ngày 4 tháng 4 2019, 30 năm cố định là 4.08% và 15 năm cố định là 3.56%. Tình trạng thất nghiệp Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 30 tháng 3 2019 có 202.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, giảm 10.000 so với tuần lễ trước đó, là mức thấp nhất kể từ ngày 6 tháng 12 năm 1969 đánh dấu 213 tuần lễ liên tiếp số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Tuần lễ kết thúc thứ bảy 23 tháng 3 2019, Mỹ có 1 triệu 717.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, giảm 38.000 so với tuần lễ trước đó. Kinh tế Mỹ trong tháng 3 2019 đã cung cấp 196.000 việc làm mới, Kinh tế Mỹ trong 12 tháng vừa qua đã cung cấp trung bình là 211.000 việc làm mỗi tháng. Tỷ số thất nghiệp của tháng 3 ở mức 3.8%, lương trung bình của dân Mỹ tăng 3.4% so với năm trước. Bình luận về kinh tế Mỹ, tuần qua thị trường chứng khoán Wall Street của Mỹ có cả 3 chỉ số đều đi lên. Chỉ số Dow Jones tăng cộng 1.91%, NASDAQ tăng cộng 2.71%, và S&P 500 tăng cộng 2.06%. Riêng ngày thứ Sáu mùng 5 tháng 4, thị trường chứng khoán thế giới có chỉ số Nikkei 225 của Nhật, tăng cộng 0.38%, Hong Kong Hang Seng giảm trừ 0.17%, London FTSE 100 tăng cộng 0.61%, Shanghai Composite tăng cộng 0.94%, và chỉ số DAX của Đức tăng cộng 0.18%. Cùng ngày thứ sáu mùng 5 tháng 4, Dow Jones đã tăng 40 điểm hay cộng 0.15%. Thị trường chứng khoán tiếp tục đi lên rất mạnh, có lẽ chỉ mới bắt đầu của sự phục hồi. Chỉ số Nasdaq tăng cộng 0.59% và S&P 500 tăng cộng 0.46%. Tin tức từ Âu Châu cho biết kinh tế toàn cầu đang bị chậm chạp, vấn nạn Brexit bị khó khăn đã khiến cho kinh tế Anh thiệt hại khoảng 1 tỷ đô la mỗi tuần. Washington và Beijing đang tiếp tục các cuộc đàm phán về cuộc chiến bầu dịch. Hôm thứ Năm, Tổng thống Donald Trump phát biểu rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc có lẽ đang tiến gần đến kết thúc của đàm phán bầu dịch đã kéo dài cả năm. Tổng thống Donald Trump nói ngay sau cuộc họp với Phó Thủ tướng Li Wei rằng có thể sẽ có một thỏa ước trong vòng 4 tuần lễ sắp tới hoặc sớm hơn. Một số chuyên gia kinh tế tài chính nhận xét rằng kinh tế Mỹ đang trong tình trạng tốt. Quỹ dự trữ liên bang tiếp tục áp dụng chính sách kiên nhẫn và quyết định giữ nguyên lãi suất chính không thay đổi. Đồng đô la tuần qua lên giá so với hầu hết các đơn vị tiền tệ chính trên thế giới. Đồng đô la lên giá so với đồng Anh Kim của Anh Quốc so với đồng dân nhân dân tệ Trung Quốc với đồng yen của Nhật Bản với đồng đô la gia nó đại nhưng lại xuống giá so với đồng euro của Liên hiệp Âu Châu và với đồng rubo của Nga và không thay đổi đối với đồng đô la của Úc đại lợi. Giá dầu thô đang ở mức 63 đô la 26 cent một barrel, giá xăng ở mức 2 đô la 727 một gallon, giá vàng ở mức 1295 đô la 90 cent một ounce hôm thứ sáu, mùng 5 tháng 4. Lãi suất mortgage ở mức 4.08% cho 30 năm cố định và 3.56% cho 15 năm cố định. Thị trường địa ốc trong tháng 3 nói chung chậm chạp so với 8 tháng vừa qua và hy vọng sẽ được cải thiện trong mùa xuân. Kinh tế thế giới Doanh thương tại Anh không còn cách nào để tiếp tục sinh hoạt bình thường vì tình hình nóng bỏng của vấn đề Brexit của Anh quốc hiện nay ngân hàng và các công ty tài chính đang chuyển tài sản và việc làm ra khỏi nước Anh do hậu quả của Brexit. Các công ty tài chính đã công bố dự trù chuyển 1.000 tỷ Anh Kim, tức là 1.300 tỷ đô la, qua Liên Hiệp Âu Châu. Nhiều ngân hàng đã sắp đặt văn phòng mới tại Đức, Pháp, Ái Nhĩ Lan và các nước khác thuộc Liên Hiệp Âu Châu. Thị trường chứng khoán US Stock Future đang đi lên, thị trường Âu Châu cũng đi lên theo gương của sự cải thiện của thị trường Á Châu trong tuần. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm tạ quý vị. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Trung Cộng với vũ khí siêu âm. Đó là lý do tại sao ngũ giác đài hiện nay coi Trung Cộng là mối đe dọa đang gia tăng về mặt quân sự. Phần lớn người ta được nghe từ quân đội Hoa Kỳ về hỏa tiễn siêu âm là cách phát hiện, theo dõi và bắn hạ chúng. Nhưng tại Viện Hudson ngày nay, một tập hợp các chuyên gia về vũ khí hỏa tiễn và phòng không hỏa tiễn đều đồng ý rằng nếu Mỹ chỉ đầu tư vào quốc phòng, chúng ta sẽ rơi vào tình huống mà các nhà lý thuyết quân sự gọi là chiến lược áp đặt chi phí. Thí dụ, chúng ta chi số ngân khoản X cho một vũ khí với hy vọng là khiến cho đối phương sợ và phải chi ngân sách nhiều hơn so với X để chống lại nó. Trong trường hợp vũ khí siêu âm, phòng thủ là một hành động công kích tốt nhất ở đây. Ông Roger Jackim, giám đốc của Washington Ronald Reagan President Foundation cho biết, với các thành viên tham gia hội thảo đều đồng ý, việc phát triển vũ khí siêu âm của Trung Cộng có các dấu hiệu của một chiến lược áp đặt chi phí. Ông Thomas Caracol, một chuyên gia phòng thủ hỏa tiễn hàng đầu tại trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế nhận thấy rằng vấn đề là về mặt vật lý việc làm thành một hỏa tiễn để có thể bắn trúng tàu hay căn cứ quân sự hoặc là thành phố dễ dàng hơn nhiều so với việc chế tạo hỏa tiễn để bắn hạ các hỏa tiễn khác nhỏ và nhanh mỗi hỏa tiễn phòng thủ thường có giá cao hơn so với những hỏa tiễn tấn công mà nó bắn hạ và cần nhiều hỏa tiễn đánh chặn hơn như ta dự đoán từ những kẻ tấn công. Nhưng nếu muốn bắn hạ một hỏa tiễn bằng hỏa tiễn khác, thời điểm tốt nhất để đạt được mức thành công là trước khi hỏa tiễn được phóng ra. Vũ khí laser một ngày nào đó có thể phá vỡ vũ khí siêu âm này, vì chúng cung cấp nguyên liệu vô hạn và tốc độ ánh sáng. Vậy thì hỗn hợp vũ khí nào sẽ là một thế mạnh để chống lại những vũ khí siêu âm của Trung Cộng? Caroco cho biết chúng ta có thể thử chuyển các bản áp đặt về chi phí. Nếu như Mỹ có vũ khí siêu âm của riêng mình, điều đó có thể buộc Trung Cộng phải chi một phần ngân sách thật sự lớn hơn của họ cho phòng không. Mỗi phần họ chi ra cho phòng thủ trên không có nghĩa là họ sẽ có ít tiền hơn để chi tiêu cho lực lượng tấn công. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào. Mong gặp lại quý vị trong chương trình phát hình lần tới. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thành Đỗng tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin cho email về washingtondc at sbtn.tv. Thanh Trang kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Trân trọng kính mời Quý Đồng Hương tham dự buổi dạ tiệc dạ vũ gây quỹ truyền thông Xuân Quê Hương do VATV và SBTNDC thực hiện vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 14 tháng 4 năm 2019 tại nhà hàng Harvest Moon. Mọi chi tiết xin liên lạc Ung Kim Lâm 703 307 5001, Nam Anh 202 999 6075, Minh Thúy 703 485 6392.